Hôm nay chúng ta cùng review M416 đạn thạch nha. Rất nhiều phụ kiện đây, bọc chống sốc. Bọc chống sốc rất là cẩn thận này. Scope này, con đạn to này, con đạn nhỏ này, kính bảo hộ mắt này, đạn thạch này, bảng này, phụ kiện pin, các sạc này. Thân súng và súng cộng với motor hướng dẫn nha. Sau đây mình sẽ hướng dẫn ráp M416 đỏ đen này nha. Đầu tiên thì chúng ta lắp cái điểm ruồi này trước này. Điểm ruồi lắp vào đây nha. Đấy, chúng ta có thể sử dụng điểm ruồi hoặc là sử dụng scope. Lắp hết cũng được. Scope thì chúng ta ấn cái nút này này, rồi kéo vào. Đó. Được ha. Sau khi lắp scope xong thì chúng ta sẽ lắp đầu súng. Đầu súng thì chúng ta nó có một cái ngạnh ở đây nha. Bên này trong lại có, chúng ta xoay thế nào cho nó đúng chiều. Giờ và đúng khớp cái là nó sẽ vào thôi. Đó. Sau đấy là đến cái grip này. Grip thì chúng ta có thể sử dụng grip hoặc là sử dụng cái tay nắm này. Tùy lắp cả hai cũng được, lắp một thôi cũng được. Đó. Sau đó là đến băng đạn. Lắp pin ở đằng sau này nha, chúng ta sẽ lắp pin trước. Pin thì chúng ta gắn nó vào cái rắc này. Rồi, sau khi gắn pin thì chúng ta sẽ đút pin vào đây nha. Cái này cũng lắp y hệt như cái đầu súng vừa nãy. Đó, cho pin vào đây. Đúng chiều thì chúng ta xoay cái là nó sẽ vào khớp thôi. Đó, xoay một cái là vào khớp. Đó, sau khi lắp xong cái này thì chúng ta sẽ lắp đến bán. Bán thì chúng ta ấn cái nút này để mở cái lẫy của nó ra nha. Mở lẫy nó xong đút vào. Đó. Đút vào đúng khớp thì nó sẽ tạch tạch. Đó. Bán có thể kéo ra tùy ý nha. Rồi. Có hai cái đầu súng, một là đầu ngắn màu cam này. Hai, chúng ta có thể lắp cái giảm thanh dài này. Đó. Vậy là xong rồi. Có hai chế độ nha. Chế độ bắn bằng tay này. Đó. Đây là chế độ bắn tay nha. Vặn sang đây là chế độ bắn liên thanh nha. Khi ở chế độ liên thanh này thì chúng ta không thể kéo được cái lẫy này đâu nha, không thể kéo cò được đâu nha. Đó, đây là chế độ liên thanh. Đây là chế độ liên thanh nha. Đó. Khi cho đạn vào thì cũng tương tự như các loại súng khác thôi. Chúng ta cho vào đây. Và lúc cho đạn vào chúng ta cũng phải ấn cái lẫy này cho đạn nó lên đến đầu trên này thì chúng ta mới lắp vào băng đạn nha. Thì lúc đấy bắn nó sẽ ra đạn luôn. Đối với băng đạn to thì cũng tương tự như vậy. Ở đây là cáp sạc. Cáp sạc của em nó cũng là cáp sạc cổng USB, cũng có đèn báo sạc khi đầy. Và một cái dây đeo súng nữa. Hãng tặng kèm thôi, nhưng mà mình cảm thấy cũng không cần thiết lắm. Rồi, chúng ta đi test lực. Con này có hai băng đạn nha. Băng đạn nhỏ và băng đạn to này. Đó, băng đạn to này thì cho anh em nó thích đi bắn zombie để sấy thì lắp băng đạn to nha. Đó. Cho đạn. Mọi người nên dùng hộp mà bình đựng hạt nở này để cho đạn cho dễ nha, đỡ bị rơi ra ngoài, mà bảo quản đạn tốt hơn. Đây là mình cố tình cho vương vãi ra ngoài cho bạn nhìn thấy đạn đấy. Chứ còn anh em đổ khéo thì không rơi đâu. Ok, đóng lắp lại. Ấn lẫy. Cho đạn là lên trên đầu này. Rồi, ok, lắp vào. Test lực nha mọi người.